nghệ sĩ Thương Tín chạy show diện mạo hiện tại ra sao? Vừa qua, nhạc sĩ Tô Hiếu đã chia sẻ hình ảnh của nghệ sĩ Thương Tín trong buổi biểu diễn mới nhất. Sau một khoảng thời gian vắng bóng, ông xuất hiện với những sự thay đổi tích cực. Có thể thấy dù thân hình vẫn khá gầy gò, nhưng nam nghệ sĩ nay đã tươi tắn hơn, không còn lộ rõ dáng vẻ tiều tụy như trước. Bên cạnh đó, việc diện trang phục chỉn chu trên sân khấu cũng giúp nghệ sĩ Thương Tín trông phong độ hơn nhiều. Trong lần xuất hiện này, khán giả đã có những hành động thể hiện sự yêu mến với nghệ sĩ Thương Tín, như tặng hoa, xin chụp ảnh. Ông cũng đã vui vẻ giao lưu và hát hết mình để phục vụ người hâm mộ. Thương Tín sinh năm 1956 và từng học tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, ông đã để lại ấn tượng với những vai diễn trong các vở như Bông Hồng Cài Áo, Huyền Thoại Mẹ. Từng bị đột quỵ và gây lo lắng với những vấn đề về sức khỏe, giờ đây Thương Tín đã dần hồi phục. Dù từng là cái tên lẫy lừng một thời, nhưng khi chia sẻ về hiện tại, Thương Tín trải lòng: giờ tôi không còn tham vọng gì nữa, sống qua ngày thôi, không đặt nặng là phải đạt cái gì. Mọi thứ tôi đã đạt qua hết rồi.